chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ nha. Hôm nay em sẽ đưa lên cho bà con là ba con máy phun 1. Thì máy phun 1 này bà con sẽ gắn vô quay cho mình thái phun 1 và quen phao đóng trắng Super Game là được á. Cái lỗi cho máy nó giống nhau á, nhưng mà cái này là lòng dài nó là 90 mắt sơn cam. Nó lòng dài nó giống như quay cho mình thái á. Qua là trên xe là mình chưa có tháo, tắt đây chút xíu đạp rồi, mình cũng bán được một cục, mà xe mình mới đẹp máy zin không à. Bây giờ trước tiên là cục này, thì hôm bữa là bán sạch tích trong bao đầu vết, cục này là của 2001 máy ET, cái này hôm bữa có mấy anh chơi lên mấy chiếc Super Game thì chạy ô là sướng luôn á, anh Khoa nhỏ với Super Game, đó. Nhọn gái lấy tiền còn bán không đấy. Ông bẹp tôi. Vậy là anh dính chứng là cái mua cao bây giờ. Nhọn gái nó bán nó không là nó lấy tiền. Gầm lớn không mày? Gầm lớn không có chơi tính tiền lại mua phơi sữa lại tao tính tuốt ai. Rồi ET. ET số 16 đây. Đầu lòng nguyên game xe này hôm bữa đi 37.000 cây á. Cổ đài chưa chạm nè. À, em tháo bình xăng bán rồi, cái xe này tới cái máy thì tới 18 triệu nữa. Mà tháo bình xăng, tháo phụ kiện bán hết trơn rồi thì cái máy này còn là 14 triệu nè. Máy này đi là bao sướng, bao giọt, không hú hí hết trơn á. Nó là nó ET nhưng mà nó chưa có xuống máy luôn, nó còn phao đồ luôn á. Nó còn trắng đồ luôn nè, nó chưa có bị xuống móc cờ luôn á, nó còn trắng phao. Đây bốn ốc còn vàng ôm luôn nè, trắng vàng, có dầu không xịt ở đây mới hay sao mới dầu có này là chỉnh xúc bắp nè, có dấu chỉnh xúc bắp nè. Vậy đó 14 triệu nam đưa vô Super Game là hết bài. Lâu cho nó ủ miếng dầu cho nó thấm vàng được. Ngon điên, có chỉnh xúc bắp nha. Trong khi mấy xe lâu năm có xe đâu dành chỉnh xúc bắp là bình thường. Đầu lòng quá trời trắng phiếu ha, nó chưa xuống móc cờ luôn á, còn ngon á. Cái này trắng. Xe này hôm bữa cái giấy tờ đâu, giấy đâm bóng đó vậy? Giấy đâu rồi? Có giấy không thằng không? Không thấy trong cục kiểu nó cắt trong cái kia. Đầu lòng đi bao sướng bao dữ luôn á. Cái này rồi dựng đứng lên đi, bán không được thì từ từ mình tính sao. 14 triệu nha bà con ha, nhiêu đó là 14 triệu đó. Nếu mà có xài biết thì mấy cái chất máy ET Thái này 2001 nè, mà chất máy cọp này ha, mà này hôm qua tháo anh còn đưa vô máy kia rồi, nó bán có gửi đi thì sẽ để con ốc vô đầy đủ cho bà con. Có cái bát vững lòng con xài mấy chắc máy cọp này, mấy máy 110 Thái mà sòn sòn là đi chưa chắc gì hơn nó nha. Nó duy nhất là mình chạy ở đây thôi, bởi vì cái máy nó còn dữ lắm, bố mà dày lắm. Gặp ta là đáng đâu tính tiền mà luôn rồi thôi. Rồi cái nắp này bị nứt rồi. Kêu tiếp theo là cục máy số 2. Máy số 2 11 triệu máy cọp, có sẽ có bình xăng Boe, bình xăng con và nguyên cục máy. Bắt bưng lòng, không cần số, không vô đạp. Đó. Còn gắt chân hai tầng này ai mua tháo ra bán 5 xị tháo luôn nè. Gắt chân hai tầng nè. Cho chân chống nghiêng còn nè. Sơn lót màu xám đây. Rồi máy này là 2003 lốc công. Lốc công 2003 này múa chạy theo thời gian nè. 2003 ốc tán thì đẹp dữ rồi chạy. 2003 lốc công, nó chưa có tẩy rửa, chưa có bồ phép gì trơn, ngang nguyên si vậy đó, là cục máy này 11 triệu. Anh em nào bưng thì bưng luôn.
lên đời máy ai. Máy này thứ nào chưa nói nó chạy sướng. Đủ đời chưa chạm luôn à. Vớt giò là nổ hả? Máy qua trắng phiếu ha, đẹp ha. Thấp nhất là nhiêu ta? Nó thấp nhất là hạ xuống đây xịt. Được rồi, được không? Cái này là xe màu xám là 650 hả? Xe này hôm bữa là 650 nè. Cái dàn ốc xe này quá trời đẹp. Bà con nào có thể đặt cọc trước cái dàn ốc này và vô qua alpha nhỏ nha, dàn ốc này nè. Ốc 204 vô qua alpha nhỏ, nó là đầu vuông cái gan luôn nè. 203 nè. Còn 202, 201 là đầu tròn nó khác, còn này đầu vuông y gan alpha nhỏ mình không khác gì. Chứ vô vết ít đĩa rồi đó. Vô vết ít đĩa đúng bài luôn, ngoài trước có ốc đĩa. Cái bộ ốc này chúng ta có thể chốt trước đi, giờ bữa em gã thì em sẽ điện là em gửi ha. Cái bộ ốc này đẹp cọp luôn nè, 1.2 nè trong cái dàn xe. Em đi cọp. Để trời, mấy cái máy này nó nổ găm tì, bữa đó tao quên báo bên kia tao nghe điện thoại hoài không, tao bỏ bên máy đây nó nổ hoài luôn, nó không tắt luôn. Rồi xe cái xe lại dùm đây cho bà con coi cục máy số 2 11 triệu bao gồm boe và phần máy bách bưng lòng dạng ôm luôn nha, với cục máy nè. Này đưa vô anh pha lốc trắng cái súp ra. Rồi xe qua. Đẹp thì nó thở hạt. Xe qua miếng nữa. Nó hạt. Mày gá quá nhỏ rồi, nồi chả cạch chút xíu luôn. Cạch bằng tay cũng nổ luôn. Mấy má đỉnh mà khu một đẳng cấp cái chất kiểu xe mà nó chỉ thua cho 10 thái thôi chứ thua gì đâu. Đâu, thử đi. Rồi, bốn ốc đầu bò dàn ôm luôn bà con ơi. Máy đang nổ nè. Máy đang nổ nó bịch bô không nghe luôn. Đẳng cấp lắm. Để tao chả cho anh chả nồi. Nó nồi chả nhẹ nhẹ nha. Nồi chả nhẹ xíu à. Xe này hôm bữa là mà xe màu xám lông chuột nè. Xám lông chuột không mở bán cái bộ áo 1.2 đó. Xe này mở áo xám lông chuột nè. Đi đúng 46.000 cây nè. Đúng đồng hồ á. Tháo áo bán ngoài 1.2 xám lông chuột. Rồi cục máy này bên kia là 11 triệu hay vậy? Rồi cái này cái măng cá đâu rồi, cái măng cá chờ chảnh lấy măng cá có giá tiền chẳng qua tắt máy mình ở đây. Rồi tiếp theo là cục máy số 3. Trời ơi nó đẹp kìa. Sướng. Máy này là chưa có bộ phép ra. Tháo xuống một bộ phép cái nữa mới thứ nào chưa nói. Cục máy này số 3 thì sẽ có boe, bình xăng con cọp luôn nè. Cái máy cọp luôn nè. Vậy nè. Lốc công này 2003. Đó. Cục máy này hình như là xe này xe số 3. Cục máy này 12 triệu phải không? Rồi nhà em còn nhiêu đó đã hết á. Sao tội. Này cục máy số 3 nè, 12 triệu. Rửa bay mẹ. Rồi cục máy số 3 là 12 triệu, máy này cọp. Bà con nhìn cái bách bưng lòng, ốc đầu bò, bình xăng con. Chịu sao nổi ha. Bách bưng lòng nè. Nè em nhớ mình em tháo nó ra, lúc nó máy nó nóng em tháo ra rồi. Đằng nữa mình tháo xuống, mình hạ, mình rửa. Cho nó dễ quá, trời cái bách đẹp rồi. Cái đầu bò nước nhôm không? Chưa có bồ phép mà đẹp nè. Cái bình xăng con le rồi cũng đẹp nữa nè. Rồi cho xuống kho đây. Có không? Rồi bắt đầu nổ máy này đi. Máy số 3. Bánh trước này cũng đẹp quá trời, lủng bánh nữa rồi. Tú kìa, ăn tú mang soi chạy kìa. Đợi số gì chạy.
lắc qua ngay khớp nó mới lên. Ừ. Rồi đầu nồi đinh bít máy này 12 triệu, máy chắc máy quá trời đẹp. Máy ốc này cũng còn quá đẹp. Làm gì chứ lâu dữ hả? Bây giờ. Đồ bò ốc quá vàng quá đẹp. Móc theo thời gian. Sơn quá đẹp. Mới chạy lên được mà ta. Sơn hay gì ba? Sơn hay gì? Rồi cái cục máy số 3 cọp này đó 12 triệu đây, HQN nha, 2003 không phải AT Thái nha. Nó hơn anh Khoa nhỏ, hơn Khoa lớp trắng, có cái lòng dài, dên dài. Đó, đồ nó đẳng cấp hơn anh Khoa. Rồi cho quay lên kia coi cái máy cọp này Phú ơi. Đây lên kia máy này quá đẹp. Quay dựng cái bánh nào mày mấy sao đưa bên kia cho ta coi, cho khách người ta coi đi. Mới mốt để vô miếng dán hay chứ quay gì hư cái chống đúng hết trơn. Đây nè cái bánh vẫn lòng màu đẹp nè. Nó gam ti nhỏ sụp sịch luôn nè. Máy này đẹp quá trời luôn. Chiếc bắp này chưa chỉnh luôn nha. Bốn ốc đầu bò vàng ôm luôn. Bắp chưa chỉnh luôn, bắp vương lòng thấy ghê luôn. Cái bình xăng xanh lè luôn. Nè, cái bát này nó cũng trắng phiếu luôn đó nè. Chủ đề này thấy nó chưa chạm luôn nè. Trời ơi, cái cần thắng này bán rồi đúng không ạ? Cần thắng này ta bán rồi. Mình kêu ông đặt cọc cần thắng này. Có người đặt cọc trước luôn, chưa gã đặt cọc trước rồi. Rồi phần này cho qua bà con ơi, rồi ba cái xe này, ba cục máy thì cái nào nó cũng đẹp, rin đó, bít đó, đầu nồi rin không mà, rồi ta trả nồi, nó là trả nồi. Nhưng mà không phải là nó chạy ý mà nó là không phải rin mà dạng rin mà nhão nha, không phải đâu, rin mà nó chạy hì, rin mà rin dữ, nè 48.000 đúng đồng hồ nè. Bán áo rồi, tức là cái áo 1 triệu mấy. Quan trọng cái xe, nói chung là quan trọng là cái áo và cục máy à. Về mà bán được cục máy bắt đầu xe gã đầu vết. Xe đang về, 4-5 xe lai gai, yêu cầu bán máy, máy với áo được là khỏe cho mình. Quan trọng cái đó thôi. Rồi xin nhắc lại là cục máy số 1 là ET Thái là 14 triệu. Cục máy số 2 của cái xe màu xám lông chuột là 11 triệu. Còn cục số 3 là hai cục này là HVN, là đầu bò HVN không phải Thái nè. Thái là nó ET. Nó HVN là 2003. Cục này 11 triệu. Rồi cục này đẹp hơn cục đó nữa. Là 12 triệu. Rồi, sẽ bán được máy sẽ gã đầu vết bán cho bà con thôi. Rồi cảm ơn bà con đã xem clip của Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.